Ok, sau một hồi hì hục thì mình đã rút hẳn cái dây này ra. Đấy. Cái dây đỏ thì anh em sẽ bắt vào cái dây nâu. Anh em chích một ít vỏ vào cái dây nâu ra, anh em cuốn nó vào. Nếu như anh em có máy hàn thì anh em hàn vào cho nó chắc ăn. Đó, cái dây đen này thì mình sẽ chơi vào cái dây màu xanh lá. Đó, thì sở dĩ tại sao mà cái xe Jeep mình lôi được dây nó dài như này này, thì anh em nhìn trên nhé, đây là cái yên xe này. Mình nhấc cái yên xe lên, mình tháo cái cốp vào đây. Đó, ở đây trên cái yên xe nó có cốp như này. Thì anh em tháo cái cốp ra. Rồi, thì cái rắc đây thì nó sẽ ra bóng hậu bằng sau. Đó, thì anh em rút ra. Thì anh em sẽ luồn nó xuống. Nếu như trường hợp mà cái dây nó bị kẹt do cái bình xăng, anh em sẽ nới hai cái con ốc rắc 10 ở đây ra. Anh em lấy cái bình xăng lên một tí thì anh em sẽ bùn được cái dây này xuống dưới. Đó. Đấy, thì nó sở dĩ là nó kéo dài được nó là như thế. Ok. Thì bây giờ thì mình máy quay nó cũng hơi đung đưa một tí, anh em thông cảm nhé. Không sao cả, vì công nghệ thì đôi khi thì nó cũng rất là phức tạp, chế cháo. Đó. Thì ở đây thì mình có một cái đồng hồ. Thì mình sẽ chuyển sang cái nấc đo thông mạch. Đó, cái đồng hồ nó sẽ kêu. Đấy, cái đồng hồ nó sẽ kêu. Thì khi anh em đấu thành công thì anh em bật ổ khóa lên. Đó. Anh em bật đèn lên nó sẽ ngắt. Như thế này. Và anh em tắt đèn đi nó lại kêu. Anh em bật đèn lên thì là nó sẽ ngắt. Đó, như thế nó mới là chuẩn. Rồi, ok, trước khi để và mình đấu vào cái con sạc này này thì mình sẽ test cho anh em thấy cái độ bền của con dơ le này. Mình xin phép là mình sẽ để cái con đồng hồ ra đây. Đó. Khi nào mà nó ngắt thì là nó sẽ kêu. Đó, anh em nhìn thấy một cái đèn đỏ ở đây. Đó. Bật này. Khi mình bật đèn lên nó sẽ ngắt thì cái đồng hồ này nó sẽ không kêu nữa. Ok. Thì mình đây nhá, mình sẽ rút hẳn con dơ le này nhá. Đó, mình để hở hở luôn. Mình xin phép là mình dính nó vào cái cốc nước này luôn. Dây nó ngắn quá. Đó. Đó, tuột đầu dây mất rồi. Không sao. Đấy. Các bạn thấy nó sủi bóng bóng nhá. Bây giờ là mình sẽ đóng mở nó luôn. Đó. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ rút nó ra. Đó, nó chảy ống ống luôn. Mình đó, nó vẫn hoạt động bình thường. Anh em nhìn cái đèn đỏ đấy ạ. Mình bật đèn lên nó vẫn ngắt này. Mình xin phép làm lại, em có anh em lại bảo là đó, mình ngâm vào nước này nhá, anh em nhìn nhá. Anh em lưu ý cái đèn đỏ đấy nhá. Đó, vẫn ngắt này, hai cái đầu dây đây nhá. Đó, không có ai bảo mình văn nghệ anh em. Đó. Cho nên là anh em lưu ý là không cần phải bọc chụp cách nước làm gì cả, IP69 nhá mà. Tiêu chuẩn quân đội mới là 68, mình là 69 luôn, ngâm hẳn trong nước luôn, không vấn đề gì. Đó. Nước chảy ống ống luôn anh em nhé. Rồi. Mình còn không thèm cắm chống nước luôn. Đó. Bật đèn mắt đó, tắt đèn đi. Anh em có thấy điện nó ánh sáng loa loa bên góc màn hình nhá. Đó, đấy là mình bật đèn. Đó. Ok, bây giờ là mình sẽ tắt chìa khóa đi. Mình rút này ra nó kêu điếc tai quá. Tốn điện. Cái con đồng hồ nó hoạt động được nhờ quả pin 9V nhưng mà nó kêu suốt như thế nó cũng tốn điện đấy. Ok. Nên là anh em đã biết cái độ bền con này nhá. Cho nên là anh em cứ mạnh dạn alo mình sẽ ship hàng toàn quốc. Số điện thoại của mình là 0165 614 6858, gặp Kiên Mô Tôn nhé. Có nhiều anh em có hỏi mình xong này đi vào các head Honda mua. Ở trong head Honda không bao giờ có những cái này. Đó. Rất là đơn giản thôi. Ok. Úi dồi. Rời cá cụ nó quỳ xuống. Ok, bây giờ anh em sẽ rút cái con sạc này ra. Đây là sạc zin của Honda anh em nhé. Đó. Ở trên cái con sạc này thì nó sẽ có 4 đầu dây.
anh em nhìn từ mặt ngoài vào chỗ cái rắc này này, nó hơi chói thì cái đèn máy quay mình sáng quá. Đây nó sẽ tính được cái rắc này thì nó sẽ là dây màu trắng này, màu đỏ, màu vàng và màu xanh. Ok, bây giờ thì mình sẽ rạch luôn cái đoạn này ra. Anh em rạch lưu ý cẩn thận đứt tay. Nói chung là vì cuộc chơi có tí sẹo cũng không sao. Đó, cắt phén cái dây này luôn. Nói chung là nếu mà như anh em mà tiếc ấy thì lấy cái rắc trong này ra và cắm cái này vào đây, thì cắm ngược vào cái đầu đằng này thì anh em sẽ cắm cái đầu dây xanh này. Nhưng mà đã chơi thì sợ gì mưa rơi, cắt luôn. Này đó, thì anh em sẽ tách cho mình hai cái đầu này ra. Anh em lưu ý là dây màu xanh nhá, nếu mà trên xe IA thì nó sẽ là dây màu đen. Rất đơn giản thôi, hai cái đầu dây vàng này anh em xoắn nó vào đây, đây gọi là đầu cách. Đó, đây nó sẽ là đầu cách. Ok, thì bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em thấy tại sao mà mình lại phải đầu cách vào đây mà lại cắt cái dây này ra. Thì bây giờ mình để dùng một con đồng hồ này, mình xin phép là mình để đây. Đó, nó cũng hơi khó đây, mình để góc bên này, anh em nghe tiếng kêu được rồi. Đây, mình quay hẳn máy quay vào đây. Đó, nó hơi bùng lùng tí anh em không cảm. Thì mình sẽ cắm cái chân đen vào đây, thì cái dây này nó sẽ thông ra mát, cứ bất kỳ đâu trên khung là nó khắc kêu. Đó, đó, dí vào đây nó kêu này, hay là dí vào đây nó kêu. Thì bây giờ là mình xin phép là mình sẽ dí vào đây, mình bật đèn lên. Đó, nó ngắt rồi, ngắt như thế này là sẽ ổn định điện cho các bạn luôn. Mình xin phép là mình sẽ bỏ cái đồng hồ này ra và mình sẽ giải thích cho anh em hiểu nguyên lý hoạt động. Mình sẽ cắm con sạc này vào. Ok, nguyên lý hoạt động của nó rất đơn giản thôi, thì anh em nào biết rồi thì có thể nghe thêm cho nó tăng thêm độ biết. Đó, còn nếu anh em nào chưa biết thì mình sẽ giải thích. Thứ nhất, khi cái đường nạp nó từ dây màu trắng ở điện máy lên, nó sẽ qua con nạp này để nó ra điện một chiều, nó sẽ vào dây đỏ để cấp vào bình ắc quy. Cái bình ắc quy thì bên này mình vừa để bên này rồi đó, thì nó sẽ có một bộ ổn áp là từ cái dây vàng này, là cái dây vàng này sẽ lên đèn pha đó. Nếu mà điện zin nó sẽ lên đèn pha. Thì khi cái dòng nạp dưới 15V thì điện nó sẽ cho phép vào ắc quy, còn trên 15V thì nó sẽ xả ra cái dây màu xanh này để xả ra khung. Thì khi anh em đi điện zin nó xả ra khung thì không ảnh hưởng gì, vì anh em chỉ dùng để đề và xi nhan. Thì đề thì thi thoảng anh em mới đề, còn khi anh em đã đi đèn led rồi, đã đưa sang điện bình ắc quy rồi, thì anh em bật đèn liên tục như thế, cái dòng nạp nó sẽ không đủ cấp cho cái bình ắc quy, cho nên là sẽ có hiện tượng yếu bình và đèn tối đi, rồi là không thể đề được, phải đạp đổ đó. Thì bây giờ anh em đấu cho mình một con ổn định điện này vào là gì. Khi anh em bật đèn lên, hai cái dây này nó được tách ra đó, còn khi anh em tắt đèn đi thì nó lại được chập vào. Đấy, mình xin phép là mình chập vào như này để anh em dễ hiểu. Thì con dơ le này nó sẽ làm nhiệm vụ là bật đèn thì nó tách ra, còn khi anh em tắt đèn đi nó sẽ chập vào. Thì anh em hiểu nôm na như này, đây là điện độ. Khi mình bật đèn lên thì nó sẽ thành điện độ, và khi mình tắt đèn đi nó sẽ thành điện zin. Anh em đi thoải mái, đi hàng năm trời, thậm chí đi vài năm, nếu như cái bình ắc quy của các bạn mà bền, bình xịn á, tuổi thọ nó bền, anh em đi vài năm không phải nghĩ chuyện hỏng bình ắc quy đó. Còn khi mà bình ắc quy mà của bạn nó nhanh hỏng, có thể là do bình vỡ vặn hoặc là tuổi thọ bình, thì cái này là mình khẳng định luôn, cái điện này rất là bền đối với bình ắc quy. Bởi vì sao? Khi các bạn ngắt mát này đi thì có bao nhiêu điện nó dồn hết vào bình ắc quy. Nếu như
trường hợp mà trên xe của bạn không tiêu thụ điện nó dồn hết vào bình ắc quy thì nó sẽ hỏng bình ắc quy. Còn đây là bạn dùng một cái đèn pha 40W và một cây L4 chẳng hạn đấy, 40W liên tục thì cái bình ắc quy của bạn nó sẽ bị sụt điện đi, thì cái thằng này luôn luôn cấp vào và từ bình ắc quy lại đi nuôi các cái bóng đèn, cho nên là không bị sợ quá tải bình ắc quy, cho nên là suy ra cái bình ắc quy rất là bền. Còn khi các bạn đã tắt công tắc đi thì nó lại điện, nó lại về điện zin bản. Đó, điện zin bản thì các bạn cũng biết rồi đấy, bình ắc quy rất là bền. Đó, mình giải thích như thế thì anh em cũng hiểu, biết ít nhiều là anh em cũng đã hiểu. Đó, cách thức lắp rất đơn giản. Cái dây đỏ ở trên con dơ le này anh em sẽ đấu vào cái dây nâu. Đó, còn cái dây màu đen ở trên con dơ le anh em sẽ đấu vào một dây xanh lá. Anh em có thể đấu vào mát sườn này, hay đấu vào điện hệ thống cũng được. Còn hai cái đầu dây màu vàng này anh em sẽ đấu vào hai đầu tách của cái dây xanh mát này ở con sạc. Hai cái dây màu vàng này anh em đấu bất kỳ thằng này sang bên này cũng được, mà thằng này sang bên này cũng được, ok không vấn đề gì cả. Bởi vì Kim Motul làm dây, làm dơ le này rất đơn giản, anh em nào cũng thể đấu được. Ok, vậy là xong rồi. Vì khi anh em làm xong rồi thì anh em hãy quấn băng bó nó cẩn thận, rồi anh em hãy đi lại nó đẹp đẽ tí để tránh hiện tượng cháy chập. Ok, mình là Kim Motul. Thì anh em nào mà có vấn đề gì hoặc là các thắc mắc về những cái cách đấu dây này thì cứ mạnh dạn alo cho mình hoặc comment ở phía bên dưới thì mình sẽ trả lời một cách nhanh nhất có thể. Nếu anh em thấy hay thì hãy like, share, subscribe kênh của mình và hãy ủng hộ kênh của mình bằng cách là đăng ký kênh. Đó, và hãy like những cái video mình đăng lên để mình sẽ có thêm những cái động lực để mình làm những cái video tiếp theo, chia sẻ cho anh em những cái kiến thức rất bổ ích và đơn giản, hiệu quả mà lại rẻ tiền. Đó, mình sẽ ship hàng toàn quốc nhé. Giá một cái con ổn định điện này mình làm nó chỉ có 50k thôi, còn phí ship hàng thì anh em tự chịu nha. Đó, cái này thì chủ yếu là mình muốn chia sẻ cho anh em chứ không phải là mình lên đây để mình đăng bán những cái con dơ le này. Nếu như anh em có thể tự làm được thì mình đã có những cái clip mà hướng dẫn anh em làm những cái con ổn định điện như này rồi. Còn nếu như anh em không tự làm được ấy thì mình sẽ ship hàng trên toàn quốc. Anh em lưu ý nhé.